chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ gửi đến bạn phần 4, bản tóm tắt của cuốn sách có tựa đề Vòng quay tiền mặt của tác giả Anna Webber. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh và vào nhóm cộng đồng hội đam mê đọc sách cùng sách tóm tắt để không bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách hay nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập website để mua sách, ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Bạn hãy nghe lại các phần trước của cuốn sách mà mình đã để dưới phần mô tả video để có thể thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai và thuận tiện nắm bắt kiến thức phần 4 của cuốn sách tuyệt vời này nhé. Phần 4. Lối sống thân thiện với tiền bạc. Ở phần cuối cùng này, bạn sẽ học cách dung hợp ý thức tiền bạc với các động lực thành công trong cuộc sống. Suy cho cùng, giàu có cũng chẳng để làm gì. Khi người ta cực kỳ bất hạnh, có rất nhiều người giàu có nhưng hầu như không có niềm vui. Việc có được cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện không phụ thuộc vào tiền bạc. Dù tiền bạc giúp cuộc sống thoải mái hơn, hạnh phúc thật sự tùy thuộc vào những nguyên lý sâu sắc hơn như sống tốt, biết rõ giá trị bản thân và hiểu bản thân quan trọng đối với những người khác. Bạn sẽ đột nhiên trước những gì xảy ra khi những giá trị này bắt đầu ngấm vào phong cách sống hàng ngày. Những chương còn lại của cuốn sách sẽ giúp bạn xây dựng một cuộc sống vui vẻ, yên lành và hòa nhập, thậm chí là trước khi đạt được mục tiêu, trở nên giàu có, và sau đó bạn có thể cải thiện phong cách sống ấy khi tình hình tài chính tiếp tục tốt hơn. Chương 20. Bạn là người sáng tạo, cuộc sống thật tuyệt vời. Những điều cần ghi nhớ. Thứ nhất, kết nối tính sáng tạo, kết nối sự mãn nguyện ở nhà với sự thành công trong công việc. Thứ hai, tình bạn và các sự kiện xã hội là những điều quan trọng. Chúng làm tăng sự hiểu biết về những người khác và cải thiện những mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống riêng tư. Thứ ba, sở thích và đam mê, tính sáng tạo có thể kích hoạt một hoặc nhiều sở thích mới, hãy thưởng thức nó, sở thích có thể biến thành đam mê. Thứ tư, nuông chiều bản thân không chỉ vô hại mà còn thật sự cần thiết, hãy tìm kiếm những cách thức lành mạnh để tái nạp sinh lực. Bạn có cho rằng bạn là người sáng tạo hay không? Hay là bạn thuộc kiểu người xem những người sáng tạo là không bình thường hoặc không đáng tin cậy? Thật ra, tất cả chúng ta đều có tính sáng tạo và việc nuôi dưỡng nó không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn có thể giúp thành công hơn trong việc mưu cầu tiền bạc. Thế bạn sẽ đạt được lợi ích nào khi nuôi dưỡng tính sáng tạo? Trước hết là sự mãn nguyện, sự thanh thản sâu xa và khả năng tuyệt vời trong việc điềm tĩnh, đương đầu với những thách thức, vì tính sáng tạo giải phóng bạn để bạn có thể lường trước và tránh được nhiều khó khăn và giải quyết phần lớn những khó khăn còn lại. Tính sáng tạo còn là một công cụ tuyệt vời cho hoạt động kinh doanh. Các tổng giám đốc điều hành hàng đầu luôn tìm kiếm để tuyển dụng nhân viên có các đặc điểm như giàu sức tưởng tượng, có tinh thần đổi mới, độc đáo và khéo léo. Bạn biết không, tất cả những đặc điểm trên đồng nghĩa với tính sáng tạo. Việc nuôi dưỡng tính sáng tạo giúp tái nạp năng lượng, nó giúp bạn mở lòng ra để thưởng thức cuộc sống sâu sắc hơn. Nói cách khác, tính sáng tạo kết nối sự thành công của doanh nghiệp với sự thành công của cá nhân. Nếu tính sáng tạo giúp bạn mở lòng ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bạn sẽ tự do bay cao. Tính sáng tạo cung cấp cho chúng ta một khoảng dừng giữa các trách nhiệm, nó làm dịu căng thẳng và mang lại cho chúng ta đôi chút thời gian để thở, vì nó mở ngõ thay vì là một việc vặt vãnh được kiểm soát chặt chẽ. Nó là một cơ hội để khám phá điều gì đó mới mẻ. Tính sáng tạo còn giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng bị mắc kẹt. Hầu như mọi tiến bộ của con người đều bắt nguồn từ tính sáng tạo, giống như các khó khăn dẫn đến những công nghệ và những phương pháp mới giúp giải quyết chúng tốt hơn. Hãy hình dung thế giới sẽ buồn thảm đến mức nào nếu không có các thiên tài sáng tạo như Leonardo da Vinci du hành không gian và tuyệt tác Mona Lisa, Thomas Edison
phát minh bóng đèn, máy ghi âm và hàng trăm các công cụ thực dụng khác, và dĩ nhiên là tính sáng tạo cung cấp cho chúng ta các tuyệt phẩm mỹ thuật, âm nhạc, khiêu vũ và văn chương, nhắc nhở chúng ta tại sao cuộc sống đáng được trải nghiệm. Hy vọng là tôi đã thuyết phục được bạn mở lòng ra với tính sáng tạo. Bây giờ, bạn làm sao để phát triển nó? Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Chỉ cần bảo đảm là nó mang lại niềm vui. Bạn thật sự thích điều gì? Điều gì khơi dậy niềm đam mê ở bạn? Âm nhạc, mỹ thuật, khiêu vũ, nghề mộc, máy tính, hoặc giải các câu đố, giao tiếp với loài vật, quay phim, hoặc tạo ra các video. Đây chỉ là một vài ý tưởng trong vô số các khả năng. Hãy để tâm trí tạo ra thêm, hãy cho phép bản thân thắc mắc và nghĩ về điều gì đó mới mẻ, hưởng thụ và trải nghiệm các giác quan, thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác và vị giác. Đây là điều tuyệt vời khác, bạn không cần phải giỏi sáng tạo, mà chỉ cần thưởng thức quá trình sáng tạo, nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu phát hiện sở thích sáng tạo trở thành niềm đam mê trong cuộc sống. Khi bạn tạo điều kiện cho nó phát triển, khả năng sáng tạo của tôi bộc lộ khi tôi nấu ăn. Tôi thích kết hợp nhiều gia vị vào các món ăn và ngửi mùi thơm của nồi súp đang sôi trên bếp. Và tôi thích chuẩn bị, chia sẻ các bữa ăn. Tôi đã đề cập đến việc có nhiều mối quan hệ kinh doanh trở thành tình bạn lâu dài. Và tình bạn này làm tăng thêm đam mê của tôi trong công việc và trong việc nuôi dưỡng những mối quan hệ với những người xung quanh. Năng khiếu tuyệt vời ấy thường được củng cố qua việc nấu ăn. Khi tôi chuẩn bị một bữa ăn ngon cho đồng nghiệp hoặc bạn bè, chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi gắn bó với nhau hơn khi cùng nhau thư giãn và ăn uống. Việc nuôi dưỡng tính sáng tạo mang lại một lợi ích to lớn khác. Bạn học được cách buông bỏ. Khi sáng tạo, bạn sống trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn có thể rũ bỏ những nỗi buồn và thất vọng hôm qua. Thậm chí, bạn còn có thể nhận biết rằng những điều gây buồn khổ ấy cung cấp cho bạn cái nhìn thoáng qua về những điều bạn không thích trong cuộc sống. Hãy buông bỏ chúng. Qua thấu kính của sự sáng tạo, tương lai chỉ là một ảo ảnh giống như quá khứ. Bạn có thể lập kế hoạch cho nó, nhưng nó chỉ trở thành hiện thực khi được trải nghiệm. Thế nên, cũng đừng lo lắng quá nhiều về tương lai, quên nó đi và hãy sáng tạo, hãy sống trong khoảnh khắc hiện tại. Học cách buông bỏ là một trong những công cụ tốt nhất tôi từng có được trong cuộc sống. Khi có thể giảm bớt sự vướng mắc về tình cảm và thể chất, tôi sẵn sàng tiến về phía trước và gắn bó với mọi sự kiện và tất cả những người xuất hiện trong cuộc sống của tôi, vì tôi biết rằng mỗi trải nghiệm là một mẫu đáp án cần thiết cho vấn đề khó giải quyết của tôi. Khi sử dụng khả năng sáng tạo và sống trong khoảnh khắc hiện tại, tôi thấy rõ cuộc sống này phù hợp với tôi ra sao. Tôi ở đúng nơi phù hợp. Các trải nghiệm và các niềm đam mê của bạn có thể khác tôi. Không thể có một phương pháp phù hợp với tất cả mọi người. Bạn phải tìm con đường riêng, và việc nuôi dưỡng tính sáng tạo sẽ giúp bạn thực hiện điều ấy. Cuối cùng, bạn sẽ khám phá được rằng cuộc sống phù hợp với bạn, cũng như cuộc sống của tôi phù hợp với tôi. Và càng sớm buông bỏ những gì bạn không thể kiểm soát, bạn càng nhanh chóng hiểu được điều này và sẽ càng hạnh phúc hơn. Thời gian cứ trôi đi, bất kể bạn có thích như thế không. Thế nên, hãy chơi cùng nó, hãy tham gia trọn vẹn vào từng khoảnh khắc hiện tại. Cuối cùng, bạn hãy sử dụng tính sáng tạo để tôn vinh bản thân. Hãy khám phá những cách thức lành mạnh để nuông chiều bản thân. Hãy tận hưởng một cuộc đi bộ xuyên qua rừng rậm, đi massage, nghe nhạc, thiền định, tham dự một lớp dạy yoga, chơi bóng chày, tản bộ trong một bảo tàng nghệ thuật, hưởng thụ một giấc ngủ ngắn trưa thứ bảy, chơi game với con cái hoặc con cháu của bạn. Những điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, mà còn giúp tái nạp sinh lực, buông bỏ và giải phóng tâm trí để tạo ra những ý tưởng lý thú mới. Hãy cư xử tốt với bản thân, bạn đáng được như thế. Hãy thưởng thức khả năng sáng tạo và cố tình cải thiện công cụ vô cùng hữu ích này. Công cụ sẽ giúp bạn dễ dàng trôi theo dòng chảy cuộc sống. Tính sáng tạo sẽ đưa bạn vào một cuộc sống thật sự tuyệt vời.
Chương 21: Các nguyên tắc tiền bạc trong cuộc sống riêng và cuộc sống kinh doanh, những điều cần ghi nhớ. Điều thứ nhất, chi tiêu thận trọng. Hãy thận trọng, hãy cân nhắc thời điểm, lý do và nơi đáng để chi tiền. Hãy mua hàng với giá tốt nhất và có chất lượng cao nhất. Hãy tiết kiệm điện, nhiệt, nước, giấy, nguồn cung. Chỉ mua những thứ cần thiết, luôn chiều bản thân ở mức tối thiểu, nhưng khi thật sự cần thiết thì hãy mua sắm. Điều thứ hai, đầu tư thận trọng. Hãy lập kế hoạch cho từng thời điểm, lý do và nơi bạn sẽ đầu tư. Hãy tìm hiểu xem làm thế nào để một người không biết gì vẫn có thể thực hiện một vụ đầu tư khôn ngoan. Điều thứ ba, vui vẻ chia sẻ. Nhận biết tầm quan trọng của việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện và giúp đỡ những người khác. Khi vui vẻ chia sẻ những gì mình có, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Hãy sử dụng các kỹ năng bạn có để giúp đỡ bạn bè và người thân khi họ cần. Điều thứ tư, hòa nhã đón nhận. Nếu bạn là người có thể nhận sự giúp đỡ và có ai đó giúp đỡ bạn vì một lý do tốt đẹp, hãy đón nhận sự giúp đỡ ấy với lòng cảm kích. Điều thứ năm, nghiên cứu thấu đáo. Hãy tìm hiểu mọi khía cạnh tài chính trong cuộc sống cá nhân và cuộc sống kinh doanh và áp dụng các nguyên tắc về tiền bạc của bản thân. Phải hiểu rõ các vấn đề tài chính, các điều khoản tín dụng, bảng lương và nợ, luôn trả lương cho nhân viên đúng hạn và loại bỏ nợ càng sớm càng tốt. Tôi thích chương này vì nó gợi nhớ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi khi tôi để cho các cảm xúc phi lý áp đảo và đã chi tiêu không thận trọng. Khi đó tôi đã phải trả giá. Mua sắm là một hành động chịu sự tác động của cảm tính. Khi nội tâm cảm thấy mãn nguyện, chúng ta sáng suốt khi mua sắm và chúng ta vui không chỉ vì hành động mua sắm mà còn vì được hưởng niềm vui trong một thời gian dài vì những món đã mua. Nhưng điều thường xảy ra là khi tâm trí bị áp đảo, chúng ta mua sắm để giúp bản thân khuây khỏa trong chốc lát. Không may là cách làm này biến việc mua sắm thành một thói nghiện xấu, giống như nghiện ma túy hoặc rượu. Chúng ta trở nên thèm khát, chúng ta mua những thứ không cần thiết để cảm thấy phấn khích trong chốc lát hoặc trong vài ngày, để rồi gây hại cho tình hình tài chính và đôi khi còn gây hại cho cả cuộc sống cá nhân. Và sau đó, bằng cách nào đó, phải cố gắng từ bỏ thói xấu này. Và đó là điều trái ngược với niềm vui, cũng giống như việc kiểm tra lỗi chính tả ở mọi lá thư hoặc email. Trong thế giới kinh doanh, trong việc mua sắm, bạn tự rèn luyện để có thể nhanh chóng đánh dấu những món sẽ mua trước khi đến các trung tâm mua sắm và chi tiền. Hãy dành ra vài phút để hít thở. Nếu cảm thấy tâm trạng cuồng nhiệt mua sắm ập đến, hãy kết nối lý trí với cảm tính. Chúng có đồng bộ không? Nếu chúng không đồng bộ, hãy nhét thẻ tín dụng trở lại vào túi. Tiền bạc giống như lương thực, phần chia sự ưu tiên và sự chuẩn bị là những yếu tố vô cùng quan trọng. Và đây là những kỹ năng có thể học. Chúng ta phải rèn luyện việc xây dựng và duy trì một mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc để phát triển những nguyên tắc lành mạnh về dòng chảy tiền bạc. Trong cuộc sống cá nhân, chúng ta phải trân trọng tiền bạc. Nếu chúng ta chi tiêu thái quá cho những món phù phiếm chỉ mang lại chút ít hoặc hoàn toàn không mang lại niềm vui thật sự, chúng ta đánh mất sự trân trọng ấy. Những món hàng vật chất có thể mang lại niềm vui tạm thời nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát. Những món đồ chơi và những món hàng tốt là những cách thức hữu hình để khoe mẽ. Chúng giúp thỏa mãn cái tôi nhưng không giúp cải thiện tâm hồn. Chúng không sâu sắc hoặc bền vững. Và cũng giống như việc tôi bị mất đi ngôi nhà mơ ước, các khoản dành dụm và nhà hàng chưa khai trương trong trận động đất năm nào. Chúng có thể mất đi vào bất cứ lúc nào. Tôi biết nhiều người giàu có và tôi vui cho sự thành công của họ. Họ hầu như không nháy mắt. Khi mua đôi giày trị giá 400 đô la, tài khoản ngân hàng của họ dồi dào. Nhưng khi gặp phải những thách thức cá nhân, họ cũng bị tổn thương như bất cứ ai khác. Đôi giày trị giá 400 đô la ấy có thể vừa với đôi chân của họ, nhưng nó không thể xoa dịu tâm hồn họ. Trong những lúc khó khăn, giàu có, sung túc hoặc nghèo khó,
chẳng khác gì nhau, mỗi người trong chúng ta đều phải vượt qua vấn đề như thế với sự giúp đỡ của một nguồn hỗ trợ sâu xa hơn. Xin đừng hiểu lầm điều tôi nói, được sống cuộc sống dư dật là điều tuyệt vời, nhưng đừng quá quan tâm đến những điều có vẻ quan trọng, nhưng thật ra thì rất tầm thường. Nếu bạn tập trung vào việc đạt được sự giàu có vật chất và mua sắm nhiều thứ xa xỉ, bạn có thể đạt được mục đích ấy, nhưng sẽ tạo ra một cuộc sống nông cạn và vô nghĩa. Nó không phải là con đường để tìm kiếm mục đích thật sự. Có một mục đích tốt hơn, đó là sở hữu luồng tiền tuyệt vời như một phần của cuộc sống tuyệt vời, tự thân tài khoản ngân hàng lành mạnh. Không phải là cùng đích, nhưng nó mở ra cho các bạn cơ hội lý thú và giải thoát bạn khỏi nỗi sợ lâm vào cảnh khó khăn tài chính. Nhưng bất kể bạn có bao nhiêu tiền, có ba điều luôn đúng: cho dù trốn đến đâu vẫn không thể trốn tránh chính mình, không thể kiểm soát tất cả mọi tình huống và sự kiện trong cuộc sống. Vì chỉ là con người nên bạn sẽ phạm phải những sai lầm, tất cả mọi người đều như thế. Đây là một lỗi lầm khác của tôi, một lời nói dối. Bạn làm thế nào để duy trì mối quan hệ tích cực với tiền bạc và sống một cuộc sống tuyệt vời? Hãy bắt đầu từ nội tâm với 4 nguyên tắc tình cảm sau đây: chấp nhận bản thân, đối xử tốt với chính mình. Khi các thách thức xuất hiện, hãy chủ động giải quyết thay vì phản ứng bị động. Học hỏi các lỗi lầm và các thời điểm khó khăn thay vì để cho bản thân sa lầy vào vấn đề. Hãy lập kế hoạch để thoát ra và tiến về phía trước, ngừng phê phán bản thân và những người khác. Hãy nhớ rằng bạn đã cố gắng hết sức vào lúc ấy, và nhìn lại với những kỹ năng và thông tin bạn có hiện nay, nó sẽ giải phóng tâm hồn bạn. Hãy nhớ rằng tiền bạc không bao giờ là mục đích thật sự, vì nó chỉ là một công cụ, một trong số những công cụ khác để đạt được những nhu cầu và mong muốn khác. Tiền bạc chỉ có ý nghĩa với cái mà nó có thể mua: một đống tiền trong ngăn kéo hoặc nhiều những chữ số trong tài khoản. Không hề có giá trị nội tại. Giá trị của chúng nằm ở những gì bạn có thể dùng chúng để trao đổi. Nhiều khi bạn có thể có được các giải pháp cho các nhu cầu và được đáp ứng các mong ước mà không mất tiền để mua chúng, giống như việc Misen cung cấp cho tôi toàn bộ vật dụng nội thất và công ty Porsche cho tôi chiếc xe mới xinh xắn. Đúng thế, tiền bạc là bạn, nhưng nó chỉ là một trong số nhiều người bạn. Trong cuộc sống, tình bạn với tiền bạc sẽ lớn mạnh khi bạn được hướng dẫn bởi các nguyên tắc hữu hiệu hơn. Khi chi tiêu một cách sáng suốt, bạn cải thiện luồng tiền chung quanh. Khi đầu tư tiền một cách khôn ngoan, bạn bồi dưỡng mối quan hệ với tiền bạc. Cũng đừng quên chia sẻ tiền một cách hào phóng. Việc quyên góp tiền cho hoạt động từ thiện có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho những người nghèo túng, và điều ấy sẽ mang lại cho bạn niềm vui sâu xa hơn và lâu dài hơn so với việc chi tiêu ngớ ngẩn chỉ mang lại niềm vui chóng qua. Các nguyên tắc về tiền bạc trong kinh doanh và trong cuộc sống cá nhân. Các nguyên tắc về tiền bạc giống nhau, giống như trong cuộc sống cá nhân. Các nguyên tắc về tiền bạc trong kinh doanh bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi và sức mạnh nội tâm, phân chia, sự ưu tiên, niềm đam mê và việc rèn luyện trong kinh doanh. Cũng quan trọng như trong cuộc sống riêng, hãy trau dồi các giá trị vững chắc cho công ty để luồng tiền trải đến. Nếu doanh nghiệp của bạn được xây dựng trên những nguyên tắc vững chắc mà tôi đã chia sẻ trong sách này, nó sẽ lớn mạnh vì được xây dựng trên một nền móng vững chắc. Trong vai trò chủ doanh nghiệp, chúng ta cần phải khôn ngoan trong vấn đề tiền bạc. Kết bạn với tiền bạc không chỉ là một ý tưởng thú vị, nó là kỹ năng cần thiết cho một doanh nghiệp thành công. Chúng ta phải tìm hiểu xem lúc nào thì việc chi tiền sẽ giúp tăng năng suất và cải thiện cuộc sống của nhân viên, và khi nào thì việc chi tiêu thái quá sẽ gây hại cho doanh nghiệp và nhân viên, gây ra sự sa thải nhân viên và giảm mức lương. Khi rèn luyện các nguyên tắc đã học, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề cần phải mua gì và không nên mua gì, có thể tiết kiệm ở đâu và phải chi tiền vào đâu. Tiếp theo, sách tóm tắt, xin mời các bạn lắng nghe nội dung chương 22. Sức mạnh của từ không, những điều cần ghi nhớ. Hãy trân trọng từ không
Nó không hẳn là một từ xấu, đôi khi nó đưa bạn đến với một chiều hướng tốt hơn. Thứ hai, tìm kiếm những cánh cửa vừa mới mở. Khi có một số khả năng nào đó khép lại, các khả năng khác sẽ mở ra. Nếu tôi kết hôn với Hugo, hẳn là tôi đã không bao giờ nhìn thấy thế giới rộng lớn. Nếu tôi gắn bó lâu dài với bất cứ người chủ nào trước kia, hẳn là hiện nay tôi không phải là một người viết sách và là một diễn giả. Khi con đường bạn nghĩ là bạn cần đã bị chặn lại, hãy tìm kiếm con đường khác, cả trong cuộc sống kinh doanh lẫn trong cuộc sống cá nhân. Từ không thường thách thức những ý tưởng về thành công của chúng ta. Một số thí dụ, khi gặp phải từ không, các cảm xúc cá nhân bị cắt đứt ngay lập tức để bạn có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Đừng bao giờ xem sự từ chối là xúc phạm cá nhân. Nó hầu như thật sự không bao giờ nhắm vào cá nhân bạn. Hãy tập trung vào những bước đi để vòng quay những chướng ngại. Như không, bạn không thể vào đại học tại đại học bạn ưa thích nhất. Không, người ta không tuyển dụng bạn cho công việc ấy. Không, người khác đã trả giá cao hơn cho ngôi nhà ấy. Không, bạn đã yêu người không yêu bạn. Không, bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bạn đã nói thế. Khi bạn đoán sai bệnh của mình, không, con cái, bạn đời, cha mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình đã la lên như thế. Không, khi bạn cố gắng theo đuổi một cơ hội đầu tư. Không, đối với thẻ tín dụng của bạn, bạn đã làm gì khi đối diện với sự từ chối? Bạn đã phản ứng ra sao? Việc phản ứng trực tiếp với những thách thức này là một chiếc chìa khóa để đến với sự thành công. Nếu tôi có thể biến tất cả những từ không tôi từng nhận được trong cuộc sống thành kim cương, hẳn là tôi đã là người rất giàu. Việc nghe người khác nói không là một phần của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều từng trải nghiệm nó hàng trăm lần. Thế thì bạn có nên để cho từ ngắn ngủi ấy đánh bại không? Dĩ nhiên là không. Khi nghe được từ không, hãy buông bỏ cảm giác không vui. Dễ dàng xuất hiện các cơ hội khác đang ở xung quanh bạn. Từ không này có thể mở ra một cơ hội tốt hơn nhiều. Hãy thay đổi suy nghĩ để thay thế cảm giác thất vọng hiện thời bằng niềm hy vọng. Đây là công cụ vô cùng hiệu quả để đạt được hạnh phúc và thành công. Rất nhiều lần từ không tôi từng nhận được, thậm chí là có một vài lần thật sự rất đáng thất vọng, đã biến thành cơ hội có được thành công rất lớn. Dĩ nhiên là tôi đã suy sụp khi chúng xuất hiện, nhưng nhiều năm sau đó tôi đã nhận ra rằng những chữ không ấy đã đưa tôi đến với một dòng chảy cuộc sống tích cực hơn rất nhiều. Để tôi kể cho bạn nghe về một chữ không rất đáng nản lòng đã biến thành một cơ hội tuyệt vời. Lúc 17 tuổi, tôi cùng hai người bạn đến dự tiệc lễ Calcutta tại một câu lạc bộ ở thành phố Yamagan, cách theo Avi khoảng 1 giờ chạy xe. Vào đêm mưa tháng 12 ấy, Rika, Dalia và tôi đến trạm xe buýt để tham dự chuyến mạo hiểm nhân dịp trưởng thành, hứa sẽ về lúc 11 giờ tối. Bữa tiệc này chỉ dành cho thanh thiếu niên với vài người lính giữ vai trò giám sát. Ba người chúng tôi còn non nớt, không có kinh nghiệm và đã rất phấn khích. Tôi đã không mặc trang phục dự tiệc. Mẹ đã chọn cho tôi bộ trang phục không giống ai: váy xếp ly kẻ ô đen trắng bảo thủ, áo len dài tay trắng, giày ống màu và áo choàng xám với chiếc túi xách phù hợp với nó. Nhìn từ xa thì tôi giống như một bà già bảo thủ, nhưng nhìn gần thì rõ ràng tôi là một cô gái bẽn lẽn. Tôi vẫn còn nhút nhát và các bạn gái thường trêu chọc tôi vì tính nhút nhát này. Chúng tôi mua vé và đi vào hội trường, ngồi bên một trong những chiếc bàn tròn với đôi mắt mở to. Chúng tôi há hốc miệng nhìn chằm chằm các bàn tiệc chất đầy đậu phụ, bánh quy, bánh mì, pizza, dưa chua, quả ô liu, cam, với mỗi cốc nước quả ép ở mỗi chỗ ngồi. Ban nhạc đang chơi và tôi cảm thấy tim đập nhanh, bầu không khí tình yêu đôi lứa tràn ngập khắp nơi, tôi có thể cảm nhận nó. Sau đó tôi phát hiện một người đàn ông trẻ, rất đẹp trai, đứng phía sau ban nhạc. Anh ấy là một trong những người tổ chức, nên lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng tôi đã bị anh ấy hấp dẫn. Tôi đã nói với hai cô gái rằng, trước khi tiệc tan, tôi sẽ nhảy với anh ấy. Rika và Dalia cười lớn nói, bạn nói gì thế?
Anh ấy thậm chí không lưu tâm đến những người giống như bạn với kiểu tóc lỗi thời và trang phục cổ hủ. Nhưng tôi đã yểm bùa anh ấy và trước lúc phải ra về 15 phút, anh ấy đã tiến đến mời tôi khiêu vũ. Các bạn tôi đã không tin vào điều họ vừa chứng kiến. Hugo, 22 tuổi, sinh viên năm thứ nhất đại học, đã phục vụ trong quân đội 3 năm và cũng giống như tôi, anh ấy là con một, đến từ Romania. Hugo và tôi đã yêu nhau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò và đến nay tôi vẫn còn nhớ có những nụ hôn đắm đuối của anh ấy và cảm giác tuyệt vời khi được anh ấy ôm. Hugo thích xem kịch, xem phim, nghe nhạc và thích đọc những quyển sách hay, nhưng anh ấy không quan tâm đến du lịch, học ngoại ngữ, thức ăn của các nước khác hoặc hòa nhập với xã hội. Tôi muốn chúng tôi hoàn toàn hòa hợp với nhau, nhưng chúng tôi lại có những đam mê khác nhau. Hugo thích sống trong nước và hoạt động chính trị. Tôi mơ ước được đi khắp thế giới, nhưng sự khác biệt này không quan trọng. Tôi đã yêu và sẽ theo anh ấy đến bất cứ nơi đâu, nhưng Hugo không muốn kết hôn trước lúc 26 tuổi. Đó là lúc mẹ tôi ngăn cản tình yêu của chúng tôi. Bà đã nói không với âm thanh lớn và vang rền, và thế là lòng tôi tan nát. Mẹ tôi đã có thể nhìn thấy chúng tôi không hoàn toàn hợp nhau và bà ấy bảo tôi không được hẹn hò với anh ấy nữa. Dĩ nhiên là tôi rất đau khổ. Vào lúc ấy, tôi đã không hiểu tại sao bà lại nói không. Nhiều năm sau, tôi nhận biết sự tan vỡ ấy là điều rất tốt đối với tôi. Hẳn là tôi đã phải rất buồn khi chỉ được sống ở một nơi và không bao giờ nhìn thấy thế giới. Việc đi nhiều nơi mang lại cho tôi nhiều niềm vui và tôi không thể hình dung cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu không được gặp những con người thú vị ở những nơi từng đến. Theo thời gian, chữ không tiến hóa thành chữ có. Tôi rất biết ơn mẹ vì bà đã đủ dũng khí nói không khi tôi không thể nói như thế. Bất kể từ được nghe là có hoặc không, tiền bạc vẫn là bạn và là đồng minh. Mối quan hệ với tiền bạc phải luôn được trân trọng, và không vẫn có nghĩa là không. Bất kể người nói là mẹ hay là thủ trưởng, đôi khi bạn có thể nói không với người khác, cũng giống như việc kiểm tra lỗi chính tả trong các văn bản trên máy tính. Hãy cân nhắc trước khi nói không với ai đó. Nó là một từ ngắn nhưng có ảnh hưởng rất lớn và rất khó thu hồi. Hãy tạo ra một bộ giá trị đáng tin cậy và sống theo nó. Như thế từ không sẽ không hủy hoại bạn mà sẽ khuyến khích bạn tìm kiếm những chọn lựa thay thế tốt hơn và một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn hơn. Chương 23. Đừng trở thành nô lệ thời gian, những điều cần ghi nhớ. Lưu ý 1. Thời gian thuộc phe nào cũng giống như tiền bạc, thời gian có thể là bạn hoặc kẻ thù. Lưu ý 2. Trải nghiệm sự tán tỉnh thời gian, hãy sử dụng công thức xử lý thời gian 8 chữ A để làm phương tiện tán tỉnh, một cách để ve vãn thời gian và biến nó thành bạn. Thời gian có thể là đồng minh tốt nhất hoặc là chướng ngại vật tồi tệ nhất, và để tạo ra luồng tiền mang lại thành công, bạn phải hiểu rõ cách thức cộng tác với thời gian. Chúng ta sẽ dành ra vài chương tiếp theo để tìm hiểu mối quan hệ này. Chúng ta thường là nô lệ của thời gian, hoặc là để cho ai đó hoặc điều gì đó đánh cắp thời gian quý báu của chúng ta. Trong những chương này, bạn sẽ bắt đầu nhận biết và sau đó là diệt trừ những kẻ đánh cắp thời gian. Chúng ta biết rõ chúng là ai và hoạt động ra sao. Bây giờ chúng ta cần đến các công cụ để ngăn chặn chúng. Công thức xử lý thời gian 8 chữ A là công cụ đầu tiên như thế. Công thức xử lý thời gian 8 chữ A, cách duy nhất để xử lý một khó khăn hoặc một vấn đề không thể phớt lờ là giải quyết nó, và cách thức giải quyết sẽ làm tăng hoặc giảm tác động của vấn đề trên thời gian của chúng ta. Công thức xử lý thời gian 8 chữ A kết hợp hành động, sự phân tích và sự nghiền ngẫm vào 8 kỹ thuật hiệu quả để ngăn chặn những kẻ đánh cắp thời gian. Một số kỹ thuật có hiệu lực cao nhất trong một số tình huống nào đó, số khác hiệu quả hơn vào những trường hợp khác. Để giúp bạn ghi nhớ, tất cả chúng đều được bắt đầu bằng chữ A. Hãy sử dụng những kỹ thuật này để bắt đầu thay đổi kế hoạch hoạt động trong ngày. Bạn sẽ chặn được những kẻ đánh cắp thời gian
và dành lại thời giờ trong mỗi ngày. Mỗi khi áp dụng bất cứ kỹ thuật nào trong công thức 8 chữ A, cứ thoải mái tùy biến chúng để thuận tiện cho việc trừ khử những kẻ đánh cắp thời gian cụ thể của chính bạn. Lưu ý 1. Thừa nhận cảm giác của bản thân đối với những kẻ đánh cắp thời gian. Đừng chống lại các cảm giác vì chúng là một phần của cá nhân bạn. Hãy thừa nhận chúng để có thể hiểu rõ lý do bạn đầu hàng những tên trộm ấy. Lưu ý 2. Phải phân tích và hiểu rõ vấn đề. Tư duy có tác động rất mạnh, hãy để nó dẫn dắt bạn. Lưu ý 3. Hãy chấp nhận những thách thức và đối diện với nó với cách nhìn mới, tư duy mới và thái độ mới, có tác dụng quan trọng trong việc tìm kiếm các giải pháp. Lưu ý 4. Hành động. Hãy hành động trước để kiểm soát tình huống. Hãy thực hiện từng bước hành động chủ động nhỏ. Hãy hành động chủ động, chứ đừng hành động với tính cách phản ứng. Bạn là người chịu trách nhiệm đối với số phận của mình. Việc chủ động giải quyết sẽ làm thay đổi tư duy. Lưu ý 5. Xử lý. Hãy xử lý ngay các vấn đề có thể kiểm soát, nhưng đồng thời cũng phải nhận biết các vấn đề nằm ngoài khả năng xử lý. Một số vấn đề về sau có thể tự có giải pháp và số khác thậm chí là không đáng để phải mất thời gian vì chúng. Lưu ý 6. Khâm phục. Khâm phục là khả năng của những người khác và tìm cách bổ sung những khả năng ấy vào số vốn khả năng của chính bạn. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và chỉ dẫn cho những vấn đề không thể đơn độc giải quyết. Lưu ý 7. Chú tâm. Hãy chú tâm đến mức năng lượng của bản thân. Đừng để cho những kẻ đánh cắp thời gian hấp thu nó. Lưu ý 8. Cho phép. Hãy chấp nhận chờ đợi và kiên nhẫn. Hãy thưởng thức quá trình. Đừng quá chú tâm đến việc làm thế nào để đi nhanh. Từ điểm A đến điểm B, điều ấy không quan trọng bằng việc phát triển và thực hiện các chiến lược nhằm chặn đứng những kẻ đánh cắp thời gian. Tiếp theo, sách tóm tắt xin mời các bạn lắng nghe nội dung. Chương 24, ngăn chặn những kẻ đánh cắp thời gian, những điều cần ghi nhớ. Ghi nhớ thứ nhất, nhận dạng, trục xuất những kẻ đánh cắp thời gian. Khi đã nhận biết những kẻ đánh cắp thời gian, hãy gạt bỏ chúng ra khỏi cuộc sống. Ghi nhớ thứ hai, thực hiện từng bước, chứ đừng nôn nóng, đừng hy vọng có thể ngay lập tức từ bỏ vĩnh viễn các thói quen xấu. Hãy tự thưởng bản thân khi chặn đứng được các kiểu thói quen xấu, nhưng đừng dằn vặt bản thân khi thỉnh thoảng lại quay về với chúng. Cũng giống như mọi thứ khác, việc từ bỏ các thói quen xấu sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ rèn luyện những kẻ đánh cắp thời gian xảo trá, ẩn nấp giữa những hoạt động cần thiết và quan trọng, mang vô số những lớp ngụy trang. Chúng thâm nhập vào những hành động, theo đuổi và mơ ước, nhắm đến cuộc sống tốt đẹp và hữu ích. Có hai điều quan trọng giúp bạn bắt giữ những tên trộm thời gian. Lưu ý 1. Sự tiết chế. Lưu ý 2. Kiến thức thường thức. Đó là tất cả những gì bạn cần khi sẵn sàng từ bỏ tình trạng nô lệ thời gian và bắt đầu loại bỏ những tên trộm thời gian ra khỏi cuộc sống. Hãy cùng xem xét một vài trong số những hình thức ngụy trang của chúng. Những mối quan hệ phải được các hai bên liên quan bồi dưỡng, nhưng những mối quan hệ không nên có hoặc những cách tiếp cận không phù hợp đối với những quan hệ tốt sẽ đánh cắp thời gian của bạn. Khi bạn theo đuổi chúng theo những cách có hại, chúng sẽ hút cạn sinh lực. Thế nên, hãy gìn giữ sự lành mạnh của mối quan hệ từ bạn. Hãy tránh những tiêu cực có thể xuất hiện từ việc tụ tập những người khác để sửa chữa những thiếu sót trong những mối quan hệ. Tính tiêu cực trong các mối quan hệ không chỉ làm mất thời gian mà còn có thể gây hại cho những mối quan hệ ấy. Nếu tự thấy bản thân lâm vào tình huống này, hãy lùi lại và tập trung tâm trí vào điều khác. Điều này không có nghĩa là bạn phải chặn đứng sự xung đột, trái lại là đằng khác, vì đó là cách làm chắc chắn sẽ tiêu diệt mối quan hệ. Thay vì như thế, khi xảy ra xung đột, bạn phải xử trí theo cách sao cho vừa mang lại lợi ích cho mục tiêu của bạn, vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của nhau. Thay vì công kích cá nhân, hãy cùng nhau nhận dạng và giải quyết vấn đề thật sự. Ví dụ,
Thay vì phê phán người khác bằng cụm từ như "ý tưởng ấy thật ngớ ngẩn", hãy trả lời bằng câu nói như "đó là phương pháp rất sáng tạo, nhưng nó có một vài vấn đề khiến tôi lo lắng. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết chúng không?" Vấn đề sức khỏe. Đáng ngạc nhiên là việc quá quan tâm đến các vấn đề sức khỏe có thể đánh cắp thời gian của bạn, nhất là khi tập trung vào những điều không ổn, chứ không phải là tập trung vào cách thức để cải thiện sức khỏe. Bạn có biết việc phản ứng với mọi cơn đau nhức có thể thật sự gây hại cho sức khỏe không? Đúng thế, vạn vật có một cách để làm nổi bật những điều chúng ta tập trung tâm trí vào đó. Thế nên khi chúng ta tập trung tâm trí vào cơn đau, cơ thể bắt đầu xử trí cơn đau này theo trạng thái tự nhiên của nó, và điều này đánh cắp thời gian quý giá dùng để làm việc và cải thiện tình trạng sức khỏe nói chung. Hãy nhớ đến vấn đề tiết chế. Hãy chấp nhận các cảm giác liên quan đến các vấn đề về sức khỏe và thực hiện những bước tích cực để cải thiện. Nhưng phải nhớ rằng có một số điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân và một số khác không quá quan trọng. Khi xét từ tổng thể, phải chủ động, hãy tập trung vào những vấn đề dễ thực hiện nhất như ăn đủ chất và tập thể dục đầy đủ. Charlie Chaplin, một diễn viên hài và diễn giả thế kỷ 19, từng nói: "Trên thế giới có quá nhiều người dành ra quá nhiều thời gian để giám sát sức khỏe, đến nỗi không còn thời gian để hưởng thụ nó. Hãy dành ra thời gian để giành lấy sức khỏe, chứ không phải để chứng kiến nó vụt mất." Chống lại bản tính, cố gắng thay đổi bản tính cơ bản là điều khó thực hiện, và việc cố gắng chống lại nó là một tên trộm thời gian. Đúng thế, bạn không thể dễ dàng thay đổi bản tính, nhưng có thể thay đổi điều bạn làm, và hầu như luôn có thể thay đổi cách suy nghĩ và cảm nhận. Trước hết hãy xác định điều có thể thay đổi và chấp nhận điều không thể thay đổi. Hãy áp dụng sự thay đổi theo từng bước nhỏ và nhiệt tình với những thay đổi. Khi chúng tiến triển, việc thay đổi điều bạn làm theo những cách thức có thể thực hiện sẽ mang lại những cơ hội để cải thiện cuộc sống. Đây là một thần chú đơn giản giúp duy trì con đường cải thiện. Đừng cố gắng chống lại bản tính mà hãy dàn xếp với nó. Tính đa nhiệm, một tục ngữ nổi tiếng của Hoa Kỳ nói rằng nếu không thể cưỡi một lúc hai con ngựa thì đừng tham gia biểu diễn trong rạp xiếc. Trong thế giới phức tạp hơn nhiều của chúng ta thường cần thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, nhưng tính đa nhiệm cũng có thể trở thành kẻ trộm thời gian. Thường thì khi càng cố gắng làm một lúc nhiều việc hơn, hiệu suất của chúng ta càng giảm. Làm nhiều việc cùng lúc chỉ hiệu quả khi có thể cân đối mọi nhiệm vụ một cách phù hợp. Nhưng nếu không đạt được sự cân đối ấy, một số nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành trọn vẹn. Một số người trong chúng ta không thể làm một lúc nhiều việc. Nó phân tán khả năng của bản thân và làm cho bản thân mệt mỏi. Chúng ta phải nhận biết khi phải đảm đương quá nhiều việc một lúc. Việc nói không thường là cách nhanh nhất và dễ nhất để lấy lại thời gian bị mất và gạt bỏ tên trộm đáng ghét. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ khi cảm thấy bị công việc áp đảo, nhưng cũng đừng ngần ngại trước việc giúp đỡ những người khác khi có thể. Chủ nghĩa cầu toàn, chuyên gia tổ chức lao động William Edwards Deming đã nói một câu nói nổi tiếng: "Sự hoàn hảo là kẻ thù của những điều tốt đẹp." Chúng ta chỉ cần hoàn hảo ở một vài điều chúng ta làm. Nếu bạn thực hiện việc giải phẫu tim, lái một máy bay dân dụng hoặc làm điều gì khác mà cuộc sống của người khác phụ thuộc vào sự không sai sót của bạn, hãy cố gắng trở nên hoàn hảo và dành ra nhiều thời gian rèn luyện, tiếp thu sự chỉ dẫn cần thiết để trau dồi kỹ năng đến mức toàn hảo. Nhưng đối với phần lớn nhiệm vụ, chủ nghĩa cầu toàn chỉ là một tên trộm thời gian khác. Dù việc cố gắng làm tốt công việc là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn nữa là phải nhận biết khi nào thì việc đầu tư thêm tiền bạc, thời gian, công sức sẽ không bỏ công. Hãy chấp nhận và cảm thông với các cảm giác của bản thân khi chủ nghĩa cầu toàn đang đánh cắp thời gian của bạn. Khi tập trung tâm trí vào người khác, hãy sử dụng kiến thức thường thức để xác định điều thật sự cần phải hoàn hảo và điều chỉ cần đủ tốt. Hầu hết các nhiệm vụ chỉ cần đủ tốt mà thôi. Lo lắng,
Sợ hãi, hãy thay thế sự lo lắng và sợ hãi bằng hành động tích cực và dành lại lượng lớn thời gian. Cách tiếp cận mang tính chủ động giúp ích rất nhiều cho việc xoa dịu những mối bận tâm cơ bản. Phải hiểu và chấp nhận các nỗi sợ, càng điềm tĩnh sẽ càng dễ dàng xử lý các vấn đề thật sự quan trọng. Ghi nhớ, phần lớn những điều khiến bạn lo lắng và sợ hãi sẽ không bao giờ xảy ra thay. Vì lo lắng và sợ hãi, hãy tập trung vào việc sử dụng thời gian sao cho có lợi hơn. Phải biết rằng thời gian và cách tiếp cận tích cực sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Giận dữ, giận dữ là tên trộm thời gian, còn hiểm độc hơn cả lo lắng. Thế nên, cũng giống như đối với lo lắng, hãy học cách sử dụng thời gian dành cho sự giận dữ để thực hiện hành động tích cực. Nếu có điều gì đó không ổn xảy ra trên thế giới, hãy tổ chức một chiến dịch để sửa chữa. Nếu điều gì đó không ổn xảy ra trong một mối quan hệ, hãy nói chuyện một cách chân thành và thân tình với người khiến bạn giận dữ. Và nếu người ấy có phản ứng giận dữ, hãy nghiên cứu và sử dụng các chiến lược để thừa nhận những mối bận tâm của người ấy trong khi xoa dịu các ác cảm của đối tượng. Lo lắng và giận dữ là những hành vi tiêm nhiễm và bạn có thể nêu gương những hành vi tốt hơn khi tập trung tâm trí vào vấn đề làm thế nào để thay đổi thế giới, vùng lân cận hoặc thậm chí là gia đình thành một nơi hạnh phúc hơn. Bạn phải ngăn chặn không để cho sự giận dữ đánh cắp thời gian. Tuy nhiên, nếu giận dữ luôn là kẻ đánh cắp thời gian trong cuộc sống hoặc sự an toàn của bạn bị đe dọa bởi cơn giận dữ của người khác, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Đổ lỗi và phê phán. Việc đổ lỗi và phê phán không thể giải quyết bất cứ điều gì. Hãy thay đổi suy nghĩ trong lĩnh vực này và hãy xem xét các vấn đề tiềm ẩn, nuôi dưỡng ý thức đề phòng của bạn. Thay vì đổ lỗi cho những người khác, hãy nhận lãnh trách nhiệm, giải quyết vấn đề. Đố kỵ. Phải nhận biết và chấp nhận các cảm giác và phải hiểu được vấn đề. Không có lý do gì để phải nghiền ngẫm việc người khác có được thứ mà bạn nghĩ là mình xứng đáng có được nó. Thay vì như thế, phải hiểu rõ họ làm thế nào để có được nó và bạn phải làm gì để có được nó. Lãng phí thời gian. Không bao giờ có thể thu hồi thời gian đã mất. Hãy quan tâm đến cách sử dụng thời gian và cân nhắc giá phải trả nếu lãng phí nó. Hãy thiết lập các hệ thống để duy trì hiệu suất. Ví dụ như, không phải mất thời gian để tìm kiếm cái gì đó vì đã cất giữ đúng chỗ và nhờ đó bạn biết chính xác nó ở đâu. Hãy học cách để nhanh chóng nỗ lực và thành công khi bắt đầu một nhiệm vụ hoặc dự án mới để khỏi lãng phí thời gian khởi động lâu dài. Tuy nhiên, phải dành ra thời gian để giảm căng thẳng, thời gian dành cho việc tản bộ trong rừng, thiền định, đọc một cuốn sách bổ ích, nấu một bữa ăn ngon hoặc nghe một bản nhạc hay không phải là lãng phí mà là điều cần thiết. Ghi chú quan trọng về những thói quen bất lợi. Bạn đang bàn về việc thay đổi các thói quen xấu. Đừng trông mong có thể ngay lập tức học được các chiến lược mới và biến chúng thành một phần của bản tính. Bạn và những người xung quanh phải mất nhiều năm để nghiên cứu những cách nghĩ và những hành vi tiêu cực. Việc thay thế chúng bằng những cách nghĩ và hành vi tiêu cực cũng mất nhiều thời gian, nhưng bắt đầu ngay là điều bạn có thể làm. Hãy lưu ý, khi sa vào những thói quen bất lợi cũ, kế đó là những thay đổi cách nghĩ và hành vi. Hãy loại bỏ những thói quen vô bổ và dành thời gian cho các hoạt động có ích hơn. Mỗi khi chặn đứng được một kiểu suy nghĩ, lời nói hoặc hành động tiêu cực, bạn giành được một chiến thắng nhỏ. Dành lại thời gian. Công thức xử lý thời gian 8 chữ A giúp bạn giảm thiểu những hành vi bất lợi, đánh cắp lượng lớn thời gian của chúng ta và không nên tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Bạn sẽ ngay lập tức giảm thiểu tác động của chúng lên bạn và cuối cùng là loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống vì biết rằng chúng là những tên trộm thời gian và việc xử lý chúng với sự cương quyết và kiên nhẫn có tác dụng rất lớn đến việc giảm thiểu tác động của chúng lên cuộc sống. Công thức xử lý thời gian 8 chữ A giúp bạn làm chủ thời gian, trở nên có năng suất cao hơn
giảm căng thẳng và sống vui vẻ hơn. Mỗi khi áp dụng công thức này, bạn bắt giữ được một tên trộm thời gian khác. Tiếp theo, sách tóm tắt xin mời các bạn lắng nghe nội dung chương 25 Thuần hóa con hổ email. Những điều cần ghi nhớ: với một hệ thống tốt trong tay, email có thể từ là một lời nguyền rủa trở thành phúc lành. Duy trì một kế hoạch làm việc dành cho việc quản lý email. Khi có thể trả lời đầy đủ một email, hãy làm như thế. Khi không thể trả lời, thì hãy báo cho bên liên quan biết. Chuyển các tin nhắn trong hộp thư vào các thư mục. Hãy giữ cho hộp thư đến sạch và gọn gàng. Quản lý email: cách đây không lâu, khi gửi tin nhắn cho ai đó, tôi đánh máy, đọc lại và sửa, đánh máy lại nếu cần thay đổi, bỏ vào bì thư, đặt bí thư vào thùng thư, sau đó cho vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần để nhận thư trả lời nếu muốn gửi cho nhiều người khác nữa, hoặc lưu lại bản sao tham khảo. Chúng ta phải sử dụng máy sao chép, và trước khi có máy sao chép thì phải sử dụng giấy than. Bây giờ, chúng ta nhanh chóng ghi địa chỉ và đánh máy tin nhắn, bổ sung thêm bất cứ người nào nhận, kiểm tra lỗi chính tả, đọc lại từ đầu đến cuối, nhấp chuột vào thanh sen và chờ hồi âm chậm nhất là trong vài giờ. Chúng ta gửi ảnh và tài liệu qua email. Chúng ta thường thích sử dụng email hơn là nói chuyện qua điện thoại hoặc qua hành lang để nói chuyện với đồng nghiệp, vì email ghi lại ý định và các thỏa thuận của chúng ta thành văn kiện. Khi được sử dụng phù hợp, email là một công cụ hữu ích, không thể thiếu và giúp tiết kiệm thời gian. Nhưng đối với rất nhiều người, email là tên trộm thời gian, vì email tạo điều kiện cho việc giao thiệp tức thì và liên tục, nên số lượng tin nhắn dưới hình thức này gia tăng đáng kể. Đối với nhiều người hiện nay, email là cạm bẫy thời gian và gây trở ngại cho năng suất làm việc. Số lượng email bạn nhận được mỗi ngày có nhiều hơn con số 10 không? Bạn có bị vướng víu vào thư rác hay không? Thỉnh thoảng bạn có bực mình với email không? Bạn có cảm giác là email khống chế bạn không? Có khi nào trong hộp thư đến có đến hàng trăm hoặc thậm chí là hàng ngàn email không? Bạn có buồn vì các kết quả của nỗ lực gửi email của mình không? Mỗi câu trả lời có nghĩa là bạn cần đến cách thức xử lý email tốt hơn. Đây là hệ thống quản lý của tôi, dùng để xử lý email một cách hiệu quả và hiệu nghiệm, tạo ra thời gian cho những điều khác, tăng năng suất và cải thiện các mối quan hệ, cũng giống như đối với mọi lời khuyên khác của tôi. Hãy chọn những phần bạn cảm thấy hữu dụng với bạn, với kiểu mẫu và hoàn cảnh của chính bạn. Email kinh doanh. Việc quản lý email kinh doanh một cách hiệu quả đòi hỏi bạn cần có những kỹ năng sau. Thứ nhất, thường xuyên kiểm tra hộp thư đến, nhưng không quá mức. Thứ hai, xử lý email kịp thời. Thứ ba, giữ cho hộp thư đến sạch sẽ, email đến suốt ngày đêm, ngay cả khi bạn đang ngủ. Một số tin nhắn cần được nhanh chóng trả lời, những tin nhắn khác có thể chờ, hoặc thậm chí là không cần trả lời. Những người gửi email kinh doanh mong được trả lời nhanh chóng hoặc kịp thời. Việc trả lời email chậm có thể gây hại cho sự nghiệp và các mối quan hệ kinh doanh. Hãy định ra nhiều thời điểm cụ thể để kiểm tra email trong ngày. Ví dụ, có thể kiểm tra email sau khi hoàn thành một kế hoạch không liên quan gì đến email vào buổi sáng, khi quay lại với công việc sau giờ ăn trưa và một giờ trước khi về nhà. Đối với email quan trọng, hãy cung cấp cho nó thời gian cần thiết, nhưng hãy định ra những giới hạn cho nó. Ví dụ, có thể ấn định thời gian giải quyết là từ 30 phút đến 45 phút hoặc 60 phút bằng đồng hồ định giờ, và khi đồng hồ định giờ điểm chuông, hãy hoàn tất email đang viết để có thể kết thúc nhanh, hoặc lưu bản thảo nếu nó phức tạp hơn và quay lại với việc đã chọn phải hoàn thành trong ngày ấy. Về vấn đề chuông báo, hãy tắt âm thanh báo hiệu có email mới. Tác động của nó chỉ là làm cho bạn muốn biết email mới đến là gì và làm cho bạn sao nhãng công việc. Thật sự bạn biết rõ là các email đến suốt ngày, nhưng điều ấy không có nghĩa là bạn phải ngừng công việc đang làm để xử lý chúng. Điều này chẳng khác gì việc bạn dừng công việc phải giải quyết gấp hôm nay,
mỗi khi có một đồng nghiệp ghé qua và muốn tán gẫu những bí quyết khác nữa, hãy xóa các thư rác. Bạn có thể giảm số lượng thư rác bằng cách điều chỉnh trình tự lọc thư rác. Nhưng hãy nhớ, đừng chỉnh mức lọc quá cao vì nó có thể lọc bỏ qua những thư quan trọng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng thời gian rất ngắn để xóa thư rác. Nhưng nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị hoặc tài chính, bạn không thể xóa sạch thư chưa đọc vì có thể xóa nhầm nhiều thứ quan trọng. Hãy mở mục thư rác, chọn tất cả, bỏ chọn những thứ quan trọng, xóa hẳn các thư được chọn xóa, rồi chuyển những thứ còn lại vào hộp thư đến. Hãy phân loại các tin nhắn trong hộp thư đến, phù hợp với nhu cầu đúng vào thời điểm ấy. Thường thì bạn có thể phân loại email theo ngày, chủ đề, người gửi, thứ tự ưu tiên hoặc tính chất liên quan. Nếu một chuỗi hội thoại nào đó không liên quan đến bạn, hãy phân loại theo chủ đề và loại bỏ tất cả những email theo chủ đề ấy cùng một lúc, xử lý email đúng lúc, xóa mọi thứ chưa đọc nếu không cần phải đọc, không quan tâm, hoặc những thư mời bạn tham gia sự kiện nào đó mà bạn không thể tham dự. Hãy hồi âm tất cả những tin nhắn mà bạn có thể trả lời, chỉ với thông tin có sẵn. Đối với những email mà việc trả lời phức tạp hơn, phải hiểu rõ thông điệp và cho người gửi biết khi nào bạn sẽ trả lời. Nếu bạn nghĩ việc trả lời mất nhiều thời gian, hãy giải thích lý do. Ví dụ, bạn cần phải thu thập thêm thông tin hoặc dữ liệu đầu vào, hoàn tất một hoạt động trước khi có thể báo cáo chuyển, viết tin nhắn ấy vào các thư mục được đặt tên rõ ràng. Hãy dán nhãn các thư mục theo thứ tự ưu tiên, xem lướt qua và sắp xếp các email chứa thông tin cần thiết, nhưng không nhất thiết phải trả lời, nhất là khi đối với bản sao lại của một email gửi cho người khác. Ngay cả sau khi đã trả lời, bạn cũng sẽ cần giữ lại rất nhiều thư, nhưng điều này không có nghĩa là vấn đề chúng trong hộp thư đến. Ngay khi vừa xử lý xong thư nào, hãy chuyển nó đến thư mục phù hợp. Hãy quyết định một nguyên tắc tổ chức hợp lý đối với bạn và công việc của bạn. Nếu làm việc trong lĩnh vực bán hàng, hãy tạo ra thư mục riêng cho từng khách hàng. Nếu làm việc trong lĩnh vực thu mua, hãy tạo thư mục riêng cho từng nhà bán hàng. Nếu làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, hãy tạo thư mục riêng cho từng dự án. Hủy đăng ký nhận mọi tin tức hoặc danh sách gửi email không có giá trị bổ sung nếu bạn đọc từ 3 vấn đề đến 5 vấn đề của một thư tin tức, hoặc đăng ký 2 tuần trong danh sách gửi email nào đó mà không nhận được thông tin hữu dụng, hãy gạt bỏ nó. Hãy sử dụng một địa chỉ email riêng để đăng ký bất cứ trang mạng nào nếu người ta bán đăng ký của bạn cho những người gửi thư rác. Các thư rác này sẽ được gửi đến email có mức ưu tiên thấp. Đừng nhấp chuột vào bất cứ quảng cáo, cửa sổ phụ hoặc bất cứ liên kết nào tuyên bố bạn đã trúng thưởng cái gì đó, trừ khi nó liên quan đến một cuộc thi cụ thể nào đó mà bạn nhớ là đã tham gia và giả bộ cần bạn giúp chuyển một số tiền lớn. Khi nhận email cần được trả lời nhưng khó hiểu, phải hỏi lại thật cụ thể để hiểu rõ những lợi ích của việc sử dụng một hệ thống. Cho dù bạn chọn hệ thống quản lý email của tôi hoặc hệ thống nào đó phù hợp với bạn, bạn sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích khi hệ thống hóa email. Lợi ích thứ nhất, giảm căng thẳng. Lợi ích thứ hai, công việc dễ kiểm soát hơn và được thu xếp ổn thỏa hơn. Lợi ích thứ ba, quan hệ tốt hơn với những người bạn trao đổi thư từ. Lợi ích thứ tư, có nhiều thời gian hơn cho những điều khác. Lợi ích thứ năm, danh tiếng, sự phát triển và thu nhập của công ty được cải thiện. Bạn thân mến, sách tóm tắt mới gửi đến bạn phần tóm tắt phần 4 của cuốn sách Vòng quay tiền mặt của tác giả Anna Webber. Mình mong rằng video và bài viết này sẽ giúp ích cho bạn, giúp bạn thấu hiểu hết nội dung sâu sắc mà tác giả muốn truyền đạt, giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Phần kế tiếp của bộ sách sẽ được sách tóm tắt gửi đến các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy.
Vì thế, nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!